Thank you.
Cái gì?
Đợt có chết cứu không? Chắc là tôi đang học 17 buổi rồi, em không có học như 16 buổi là hết rồi. Nó được rồi. Sao sao hả? Nó không đau đâu. Ừ, nó rồi rồi. Đi mượn mượn xe đi thì sao tôi đang trả. Mình xe phải chở thêm người. Ừ. Là tôi đang có 7 người, tôi nữa là 8, là một anh nữa là 9. Có ai taxi không? Có một anh, cái anh cái có tôi anh cho đi, có anh cho đi nữa là anh đó có xe. Anh với anh cái anh tài mà quán mua hôi nè, chủ cái quán mua hôi nè. Là anh làm gì dưới đó? Ảnh là lính ruột của chị Linh. Vậy thì hai xe, tôi Ở kêu mình xe nó. thì đó mình xe em kêu anh đi từ chỗ đi, còn không được cho mượn xe để cho mẹ mượn, cho mẹ mượn xe để anh hỏi chỗ dựng phạm đi cứng nha. Anh đi cứng là anh đi con thời đó với anh mà thì đi ổng đi chỗ ổng đi cứng nha, đó là anh cũng không đi. Cho đưa đó anh chở cho. Anh thấy cái điều chuyện này kết thúc không ạ? Thank you.
chơi liều vãi, kiếm bằng 70 luôn. Từ từ anh đang quay mình hình quay đó. Chưa? Rồi, con. Cái gì? Sáng thứ bảy. Sáng thứ bảy đi sáng được rồi. Rồi có chút cú không? Cái con tôi đã mười mấy rồi, tôi là chỉ mười lăm sáu nữa hết á. Nó được rồi. Rồi sao hả? Nó không đau đâu. Ừ, nó rồi đó. Nhưng mình mượn xe đi, thì sao có đang cản. Mượn xe phải chở thêm người. Ừ. Là cô đang có 7 người, anh nữa là 8, là một anh nữa là 9. Có một taxi không? Có một anh, cho anh cái có cho anh kia đi, có cho anh kia đi nữa là anh đó có taxi. Anh với anh cái anh tài mà quán mua hôi nè, chủ của quán mua hôi nè. Là anh là gì dưới đó? Anh là lính ruột của chị Linh. Vậy thì hai xe, thì kêu mình xe nó. Ờ thì đó, mình xe em kêu em đi từ chỗ đi, còn không được cho bụi xe để cho mẹ mượn, cho mẹ mượn xe để anh hỏi anh chỗ, dụng sợ anh đi cúng đó. Thế là mình có anh thời đó, với anh mà thì đi cũng đi chỗ. Không thể cúng đó, nói là chứ cũng không đúng.
chịu không? Có mấy bữa cháu không có chuyển tiền luôn, nhưng bảo bảo mấy bữa chơi liều quá, chuyển còn 70 luôn. Từ từ anh đang quay mình đó. Nghe chưa? Con. Cái gì? Sáng thứ bảy có nhật vườn. Sáng thứ bảy. Sáng thứ bảy đi sáng nhật vườn. Rồi có chút cứu không? Cái đó có đó, hấp mười mấy rưỡi rồi, cái đó là chỉ 15-16 rưỡi là hết á. Nó được rồi. Còn sao hả? Sáng thứ ba nữa. Ừ, nói rồi. Đi mình mượn xe đi, thì sang cái